Hồi nãy á, em lượm được cái nhẫn hộp xoàn. Hả? Mày nói gì? Nhẫn hộp xoàn á, đúng ra em mà ham á, là hai em lấy em bán, em kiếm tiền sửa xe. Nhưng mà em không làm vậy. Em đem cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình á. Mà cho ai? Thôi, em nói ra mất công á, anh tí la làng lên hả? Báo chí người ta biết á, là lại phỏng vấn chụp hình, em nổi tiếng, em không có hết. Cái nhẫn đó là của tao. Ủa đâu có. Hồi nãy lúc anh nằm ngủ em lượm được dưới gối anh mà. Trời ơi, mày cho ai? Hả? Mày cho ai? Cho bà dưới quầy lễ tân á. Cái nhẫn tao giấu dưới gối mà cũng nói mày lụm được nữa. Sao mày không vô nhà băng mày lụm tiền cho cảnh sát cộng đầu mày giùm tao đi? Hả? Mày có ốc mày? Hả? Hay mày móc ra mày ăn hết rồi? Có cái nhẫn ngọc xoàng làm thế ghê.